Xin chào mọi người, chào mừng một người đến với Góc USB của Gent. Hôm nay mình sẽ review cuốn sách Dragonic Knight. Một cuốn sách mà intro nó tiến hóa. Cuốn sách của anh Hứa Thomas Sa Bủ. Đây, mình sẽ để đây nha. Thì cuốn sách này là cái dạng như dạng nâng cấp của anh Hứa Thomas của Commander Saber, The Dragonic Knight, Hiệp Sĩ Rồng. Đây, về phần tổng quan của nó, chúng ta sẽ thấy slot thứ nhất. Hình nếu mà so sánh với lại bút bình thường nó sẽ cũng khá là giống nhau. Hình con rồng là slot thứ nhất và chữ The Dragonic Knight, và sẽ có một ảnh được cách điệu từ Saber về phần mặt á, còn phần cái này là phần giáp với cái kiếm là đó là hiệp sĩ rồng, hiệp sĩ cửa chính lược một con rồng đó. Nếu mà so sánh nó khá là dày đó mọi người. Đây dày lắm luôn á. Phần nút bấm là nó sẽ có nút bấm ở đây để kích hoạt âm. Và với phần kệ sách thì sẽ không để được nha. Nó không có vừa. Đó. Thì chúng ta sẽ bắt đầu bật nút bóng lên. Cái này nó nghe khá là hùng hồn nha mọi người. Đó, chỉ có một âm thôi. Mở. Về phía tổng quan thì nó khá là đẹp nha mọi người. Mình thấy cái phần này nè, cái phần viền này nè, nhưng cái phần viền sách á, viền sách này nó trang chăm chút khá là thú vị mà. Như cái phần viền này thì không có. Với lại cái phần chữ đó, nó sẽ khác nha. Bình thường cái các sách sách của này nè, sách nhỏ này nè, phần chữ của slot nào nó cũng giống nhau đó, slot 1, 2, 3. Thì cái phần chữ này nó giống nhau, cái phần ký hiệu này nó giống nhau, còn cái này khác nha. Cái này sách nâng cấp, sách bự thì nó sẽ khác. Mình có một sách của anh Blaze. Đây. Nó giống nhau á, phần chữ này giống nhau nè. Cuốn này mình sẽ review sau nha mọi người. Tại đồ Saber mình nhiều lắm, nhưng mà mình chưa không có thời gian review á. Đây mọi người sẽ thấy một anh sẽ bủ. Ở đây có The Dragonic Booster mình có nhưng mà mình chưa review được. Anh đó cưỡi một con lửa thiên. Một con lửa thiên đằng sau sẽ có ẩn dấu một lớp rồng á, nhưng mà chơi với Second Sword Driver thì mới thấy được đó. Và chúng ta sẽ có ba âm trang sách, chúng ta sẽ vào nghe nhé. Nó có ý nghĩa là trận chiến kịch tính của một hiệp sĩ siêu hạng. Cửa trên lưng một con rồng siêu lớn và siêu lộng lẫy. Ý nghĩa của nó vậy á. Và âm thứ hai, tức là đã tiến hóa thành một hiệp sĩ siêu hạng. Âm thứ ba, âm thứ ba này là nó được diễn tả như là ý nghĩa của nó là bằng tóm lại được diễn tả một cái từ khác, đó là rất là mạnh. Mạnh mà nó mạnh hay mà bộ giáp này mạnh chứ, thì Saber phế như bộ giáp mạnh, nó khá là ý nghĩa nha mọi người. Đó. Nó sẽ quay về âm thứ nhất. Và mình sẽ lấy Second Sword Driver ra. Đây, Second Sword Driver. Hỏi
Lâu lắm rồi mình mới đụng vô đồ cyber á. Nay mình có thời gian mình có mới chơi được mà mình sẵn review với mọi người á. Đợi anh tắt đèn thì mình sẽ review. Đèn nó tắt khá lâu nhưng mà hồi nó dài. Đó. Thì khi mà một người sử dụng nó sẽ hiện ra ba trang sách tương với ba slot luôn. Đây, lửa, anh Cyber sẽ đứng giữa và sẽ có con rồng ở đây. Con rồng nó phun lửa, nó tiếp sức rồng thiên, lửa thiên á, gọi là vậy. Đó thì nếu mà mọi người có thể nghe Don't miss it, nó sẽ đọc là Don't miss it. Đó thì là đừng bỏ lỡ nó. Đó là một bộ giáp kim loại, đó là một booster phong cách, thật là một rider dũng cảm. Dragonic Knight, một hiệp sĩ rồng, nói cách khác rất là mạnh, đó là rất là mạnh. Nó sẽ được vừa súp như vậy mọi người, mình nó hơi là thô xíu. Nếu mà muốn muốn nghe hả, thôi giờ sẽ sử dụng chiêu thức xác. Hai à, hai. Nó có hai em tốc sát lận. Nè, rút kiếm. Đèn này nó dài lắm. Và ông ba âm tấn sát lận và đốt cờ khi đi và bấm vô. À giờ mình lộn rồi, nó chỉ có hai âm thôi. Và khi một người ấn ba lần á, nó sẽ có một cái âm khác để triệu hồi rồng á, kiểu gì bài ca rồng á, chắc vậy, kiểu bài ca ngợi về rồng á, triệu hồi rồng. Cái bài này nó kiểu nó dựa vào cái nhạc nền lúc biến hình á. Cái nhạc nền, cái âm này nó sẽ rõ hơn, kiểu là khi mà cái âm biến hình hồi nãy mọi người có thể tua lại cái âm biến hình á, thì nó làm nhỏ lại, nó sẽ đọc mấy cái âm chủ đạo khác á. Còn cái này là cái âm nhạc nền được sử dụng ở lại, không biết mình nói mọi người có dễ hiểu không, nhưng mà thì vậy đó. Nó sẽ là vượt sức như là hiệp sĩ. Một hiệp sĩ đã xuất hiện khi bên bạn không còn nỗi đau buồn và ngọn lửa rực sáng của rồng.
chiến đấu đi hiệp sĩ rồng. Mình đọc nó khá là không ổn cho lắm. Cho phép mình đọc lại thì nó sẽ như là hiệp sĩ đã xuất hiện khi bên bạn không còn nỗi đau buồn và ngọn lửa được sáng cửa trên con rồng ấy và chiến đấu. Đó là một hiệp sĩ rồng. Đó, nó vậy á. Đó, đây. Đó, thấy không? Đây, nó cũng có thể scan được nhá. Đang xin không xin rượu. Không biết nữa. Sunset, bà chém. Nếu mà mọi người có người muốn nghe hai chém. Hai chém. Xong rồi nha. Thì có mình thấy cái này nó khá là hay, tại vì nó đa phần là chủ đề tiếng Anh á, mình có thể nghe hiểu được. Hiểu được một phần á, với lại nó hùng hồn nữa. Thì nếu mà đối với hai cái bút này á, thì bút nào nó cũng khá đặc biệt. Bút này là mình cái âm thanh của nó mình thích nha. Kiểu là mốt mình sẽ review á, với lại cái âm này nó hay. Hay thiệt sự luôn. Cái này thì nó hùng hồn rồi. Cũng hay hai một phần, mà cái này mình thích nha. Với lại cái này nó về sau này nó được kiểu sơn lại à. Nó kiểu là nó được tái chế lại các cuốn sách như Super Hero Senki trong movie của Zen Kaiser với lại Saber. Xong rồi về sau này được sử dụng mới đây nè trong Outsider, búp của chung với thằng Ren á, thằng Ninja, quên tên rồi. À, búp của Disaster nó khá hay. Cái này tái chế nhiều hay mà nó gắn hình vô. Đó, vậy thôi, tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người ở clip theo. Ciao. Nếu mà mọi người gắn đây á, quên rồi, đúng rồi, gắn đây đúng không? Nó vẫn được nha. Nó vẫn được nha. Vẫn slot thứ hai. Đôi thôi, tạm biệt mọi người.